Đường chuyền hỏng của Gueye. Người vừa cắt bóng là Max Wiffer có cơ hội dành cho Brighton. Daniel Welbeck. Welbeck quyết định dứt điểm và 2-0 dành cho Brighton. Một pha ghi bàn xuất sắc của Daniel Welbeck. Lại thêm một mùa giải nữa mà Daniel Welbeck ghi bàn, và đây là mùa giải thứ 15 liên tiếp mà Daniel Welbeck lập công tại Ngoại hạng Anh. Một chuỗi lập công chứng tỏ sự bền bỉ của chân sút này. Ở trong trận đấu thứ 450 của mình ở cấp câu lạc bộ thì Daniel Welbeck đã trừng phạt Everton. Max Wiffer đã lập công chuộc tội với một pha cắt bóng cực kỳ hiệu quả. Nó dẫn đến trực tiếp cơ hội cho Daniel Welbeck. Một pha xử lý thanh thoát bằng chân trái của Daniel Welbeck đã đánh bại cho đội Pickford. Khó khăn lại càng thêm khó khăn với Everton. Cách biệt bây giờ đã là 2 bàn. Một bàn thua mà có cảm giác là tương đối dễ dàng của Everton, và rõ ràng nó không nên xuất hiện theo kiểu như vậy. Sarmiento, cầu thủ người Ecuador vừa thi đấu tại Copa America 2024, và đây là cơ hội dành cho Brighton. Edin Gra! Đòn trừng phạt thứ 3 mà Brighton dành tặng cho Everton. Một trận đấu tưng bừng của bầy bóng biển tại thành phố cảng Merseyside. Bây giờ chúng ta mới nhìn thấy Fabian Husseler tươi cười một chút khi mà đội bóng của ông đã gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này. 3-0 cho Brighton trong trận đấu đầu tiên của Fabian Husseler, huấn luyện viên 31 tuổi, trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Có quá nhiều khoảng trống dành cho Edin Gra, và những pha xử lý như thế này vốn đã là sở trường của anh. Người kiến tạo cho Edin Gra là Daniel Welbeck, cũng là chân sút đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Brighton. Và cũng như Welbeck, Edin Gra cũng lập công bằng chân trái. Vài phút trước, Giampetro. Đây là Caro Mitoma. Tỷ số là 1-0 cho Brighton. Người cũ đã giúp cho Brighton ghi bàn vào lưới của Manchester United, đó là Danny Welbeck. Như thường lệ thì Daniel Welbeck luôn chơi rất duyên mỗi khi đối đầu với Manchester United. Và đội bóng của huấn luyện viên trẻ tuổi Husseler đã vượt lên. Giampetro chơi tương đối tự do trên hàng tấn công của Brighton. Không chỉ có mặt trong vòng cấm mà đó là sự hiện diện với những quả tạt từ các hành lang biên. Harry Maguire đã không quan sát được vị trí của Daniel Welbeck và cũng không thể cắt bóng được. Lisandro Martinez cũng không có được tiếng nói chung với Harry Maguire. Một chút chứng lại của hai trung vệ trong đội hình của Manchester United. Tuyến hai với Adidra. Ngoặt vào. Chuyền bóng. Giampetro. 2-1 cho Brighton ở những phút bù giờ hiệp 2. Sức ép nghẹt thở đã được tạo ra liên tục bởi đội bóng của huấn luyện viên trẻ tuổi Husseler.
Và âm thanh này, hình ảnh này những cổ viên của Manchester United trên khán đài không muốn nhìn thấy. Erik ten Hag thì đã lắc đầu ngao ngán, tìm xem có phương án nào từ những người trợ lý của mình hay không. Không phải là cú dứt điểm mà đó là một đường truyền của Adigra. Một đường truyền mà Joao Pedro đã đợi vài giây rồi. Liên tục giơ tay xin bóng. Ở cự ly này với một cú đánh đầu ngược, Onana chắc chắn là không thể làm gì. Sự thay đổi mang tên Adigra đã mang đến yếu tố khác biệt với đường kiến tạo cho Joao Pedro. He's a good. Với những sự thay đổi này, Hyun-Sung vốn là một cầu thủ thuận chân phải, có lẽ sẽ được đẩy sang hai lăng cánh phải. Và Hyun-Sung bóng vẫn còn trong sân với nỗ lực của Minte. Minte quẹt bách đánh đầu. Tình huống phối hợp vừa rồi Brighton thực hiện ở tốc độ không cao, nhưng quan trọng là nó đạt được sự chính xác. Chuyền vào, đánh đầu. Khung thành của Onana đã rung lên. Đã được quẹt bách. Van Beek đang là tâm điểm trong những tình huống chọn vị trí để dứt điểm.